chia sẻ cái trải nghiệm lần đầu tiên của mình với các bạn á. Hy vọng là những cái clip sau mình sẽ cùng nhau làm những cái clip vui ha, để giúp các bạn giải tỏa stress. Đây là lần đầu tiên chắc là sẽ mời bạn em đi thắt dây an toàn đi, để cho mình làm cho nó đúng giống như trong phim. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trước khi chạy chúng ta sẽ khám phá cái nội thất này nha. Đây là vô lăng SRM. Xem coi xin lỗi các bạn, là đây là lần đầu tiên mình ngồi chiếc xe này, cho nên nếu mà có những cái thao tác nào bất thường mình không có ok mấy bạn bỏ qua nha. Chúng ta sẽ trải nghiệm cái máy lạnh của xe, nổ máy một phát một nổ nha mấy bạn. Phải có những cái phút giây mà mình lạ lẫm với những cái món đồ mới các bạn. Lái chiếc xe mới bao giờ thì cũng thích đó. Rất nhẹ các bạn. Thì hôm nào đó mình sẽ làm những cái clip vui để chia sẻ với các bạn về cái quá trình mình học lái xe này kia. Cái vô lăng này thì nó nhỏ nè các bạn. Nhưng mà được cái là có cái màn hình camera nè. Bởi vì nào giờ đó, những cái xe kia là ít có mà dây dày lắm, cho nên được cái camera dây dày nó rất là thích, nó làm mình cảm thấy bớt sợ hơn các bạn. Chỗ vị trí đổ chật hẹp các bạn sẽ bớt lo lắng nha. Tại vì ai mà khi mà nghe xe sẽ cảm thấy rất là lo lắng thì cái vô lăng của xe này rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Đây là cảm ơn em đã quay clip cho. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong được cái bài ve với sự trợ giúp của bạn cameraman với là một bạn nhân viên bán hàng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Ta đang xem video trên kênh YouTube chính thức của Phú Cường Ô Tô và cái trải nghiệm lần đầu tiên cầm lái mẫu SRM. Có thể đây là clip không hoàn hảo, nhưng mà mình muốn chia sẻ cái trải nghiệm lần đầu tiên của mình với các bạn á. Hy vọng là những clip sau mình sẽ cùng nhau làm những clip vui ha, để giúp các bạn giải tỏa stress. Tạm biệt tất cả các bạn. Nhớ đừng quên bấm like, chia sẻ video này về Zalo, Facebook cá nhân của các bạn cũng như các nền tảng mạng xã hội khác nha. Tạm biệt các bạn.
Bye.